Dòng sedan hạng C thì hiện tại bên Duy có duy nhất một chiếc Kia K3 này, lại được mang nước sơn màu trắng nữa nên rất là đẹp luôn anh chị nha. Và xe này là phiên bản 1.6 Premium sản xuất 2022, tên tư nhân một chủ và lăn bánh được 37.000 km anh chị. Chạy 37.000 nhưng mà chủ xe sử dụng rất là giữ gìn nên xe này cũng chưa có giẫm tuốt lần nào và nội thất cũng còn cực kỳ đẹp luôn. Đây anh chị cùng xem phần ghế tài nè, chưa có một vết nhăn mờ nào luôn chị ha. Vô lăng thì cũng được bọc lại rồi nên sẽ còn rất là đẹp luôn. Chạy bây giờ thì đồng hồ đã lên 38.000 rồi. Và xe này cũng có thay sẵn cho mình là củ số của pha lê nè. Củ số pha lê rất là đẹp luôn ha. Có gương chống chói điện, cửa sổ trời làm mát ghế. Rồi sạc điện thoại không dây nữa. Ghế tài thì chỉnh điện có nhớ hai vị trí luôn nè anh chị. Táp bi, táp lô đều còn cực kỳ đẹp luôn. Phải nói là anh chủ này anh sử dụng rất là giữ gìn luôn. Không thể tìm được một chiếc xe đã chạy được 37.000 mà lại còn đẹp như thế này nè anh chị. Đây là hàng ghế sau đây. Cái xe này bên em đi xem xe là hết ngay liền à. Anh chủ anh sử dụng phải nói là quá giữ gìn luôn. Không thể tưởng tượng được. Và đây là lớp theo xe nè anh chị. Chạy 37.000 mà anh bảo quản cái lớp nó còn đẹp như thế này nè. Còn gì cộm luôn anh chị ha. Và cũng không có bị xước xát gì luôn. Mâm cũng vậy nè. Nước sơn cực kỳ liền lạc luôn. Anh chủ anh chia sẻ với bên em là chưa có đi dặm tút luôn. Không thể tìm được một chiếc xe chạy 37.000 mà còn đẹp như thế này được. Những cái mẫu xe sedan hạng C của Kia mà thiết kế rất là đẹp, ngồi rộng rãi thoải mái, trang bị option nhiều và tầm tiền thì cũng cực kỳ tốt luôn rồi. Mình lấy xe này cũng tiết kiệm được khá nhiều so với xe mới Mình xem lại một lần nữa những cái chi tiết bên trong nội thất nè anh chị. Màn hình rất là đẹp luôn, sơn si cực kỳ liền lạc. Nhìn chiếc xe này, anh chị nào mà đang quan tâm đến Kia K3 thì không thể bỏ qua chiếc xe này chị nha. Với tầm tiền em này thì nếu mà mình mua xe mới thì có thể mua được những cái bản thấp hơn thôi. Mình lấy được cái bản 1.6 Premium này, trang bị đầy đủ tiện ích, máy 1.6 chạy cũng tiết kiệm xăng. Lấy xe này đi rất là ngon chị nha. Anh chị nào quan tâm đến Kia K3 đừng quên liên hệ em à. Em xin cảm ơn và chào tạm biệt ạ. À.